Kính chào các đồng chí và các bạn. Đây là bản tin 35 online của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Tôi là Phan Thanh Hà. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau: tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng ngừa cán bộ vấp ngã sai lầm; Việt Nam luôn quyết tâm chủ động thực hiện các cam kết quốc tế với trách nhiệm cao nhất; Việt Nam là điểm sáng về xóa đói giảm nghèo, phát triển con người; ngăn ngừa đấu tranh tự diễn biến tự chuyển hóa trên lĩnh vực quốc phòng an ninh. Ngày 23 tháng 9, phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, xây dựng mô hình chính quyền đô thị thực sự của dân, do dân, vì dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, Thành phố Hồ Chí Minh cần làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ then chốt, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, tránh để lạm quyền, lộng quyền, phòng ngừa cán bộ vấp ngã, sai lầm, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Vừa qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi thông điệp chúc mừng chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 9 năm 1977, 20 tháng 9 năm 2022. Trong thông điệp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của Việt Nam đối với các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong xử lý các thách thức toàn cầu, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc, đã có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Ông Antonio Guterres bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp này trong thời gian tới để thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững và quyền con người trên toàn thế giới. Công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu cần có cách tiếp cận toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế và chủ nghĩa đa phương, với Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm. Đồng thời, cũng cần có cách tiếp cận toàn dân, vì người dân luôn là trung tâm, chủ thể, nguồn lực, động lực, mục tiêu của sự phát triển, nhất là cần đảm bảo công bằng, công lý trong tổng thể chung và đối với từng quốc gia. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong thông điệp gửi tới phiên họp hẹp cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, luôn quyết tâm chủ động thực hiện các cam kết quốc tế với trách nhiệm cao nhất. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đối tác hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam về chuyển giao công nghệ, ưu đãi tài chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thiện thể chế, công tác quản trị, giúp Việt Nam đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Trong cuộc điện đàm diễn ra ngày 19 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt-Trung, nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung quan trọng đạt được trong các cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tiếp tục đưa quan hệ Việt-Trung bước vào giai đoạn phát triển mới với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn, nền tảng hữu nghị, hợp tác phát triển vững chắc hơn. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng, hai nhà nước trong thời gian qua, nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác thực chất đi vào chiều sâu, phát triển lành mạnh, hài hòa, bền vững. Về vấn đề biên giới lãnh thổ, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các kênh trao đổi về biên giới trên đất liền và vấn đề trên biển, thúc đẩy mở rộng điểm đồng, xử lý thỏa đáng các khác biệt, giữ gìn hòa bình, ổn định chung. Cộng đồng quốc tế cần có những thay đổi căn bản về tư duy, định hình lại cách tiếp cận đối với các vấn đề toàn cầu, trong đó cần đặt con người vào trung tâm của mọi nỗ lực phát triển. Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trong bài phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề xuất cần loại bỏ xu hướng đối đầu, tư duy được mất, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế một cách cởi mở, bao trùm, công bằng, cùng có lợi, thượng tôn luật pháp quốc tế, tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, xây dựng các thể chế đa phương vững mạnh, hiệu quả với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu để ứng phó với các thách thức chung.
Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 22 tháng 9, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc một số tổ chức nhân quyền quốc tế có ý kiến trái chiều về việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, do các tổ chức này cho rằng thành tích nhân quyền của Việt Nam còn yếu kém, thiếu hợp tác với Hội đồng Nhân quyền, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, không khách quan với định kiến xấu mà một số tổ chức nước ngoài đã đưa ra về tình hình Việt Nam. Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Việt Nam luôn tích cực thể hiện tinh thần hợp tác với các thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, thường xuyên duy trì cơ chế đối thoại nhân quyền song phương với một số nước, sẵn sàng cung cấp trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau." Ai đang đánh cháo khái niệm về nhân quyền là nhan đề bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, phản bác cái gọi là thư ngỏ của một vài tổ chức nhân danh quốc tế về nhân quyền gửi tới các quốc gia thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm vận động không bỏ phiếu cho Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Các tổ chức này vu cáo Việt Nam thường xuyên vi phạm nhân quyền, không tuân thủ các cam kết quốc tế, tình hình nhân quyền đang xấu đi ở Việt Nam. Thế nhưng, thực tế là nhiều năm nay, Liên Hợp Quốc luôn ca ngợi Việt Nam là điểm sáng về phát triển con người, nhất là trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói, giảm nghèo, công bằng và tiến bộ xã hội. Việt Nam nằm trong số những quốc gia đạt tốc độ giảm đói nghèo nhanh nhất thế giới. Việt Nam cũng nằm trong nhóm các nước có tốc độ tăng chỉ số phát triển con người HDI cao nhất thế giới. Đảng, nhà nước ta luôn xác định chính sách nhất quán lấy con người là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng của đất nước. Việc Việt Nam tiếp tục ứng cử là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là hoàn toàn xứng đáng. ASEAN đã chính thức công nhận Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của khối. Đó là minh chứng xác đáng cho những thành tựu và nỗ lực không ngừng của Việt Nam cho một cuộc sống tươi đẹp trên hành tinh xanh. Hiện nay, tự diễn biến, tự chuyển hóa là nguy cơ hết sức nghiêm trọng diễn ra ở nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng an ninh. Đây là hiểm họa tiềm tàng, một thứ giặc nội xâm nguy hiểm, cần được nhận diện, ngăn ngừa, đấu tranh. Báo Công an Nhân dân điện tử đăng bài viết đáng chú ý có nhan đề "Ngăn chặn âm mưu tác động tự diễn biến, tự chuyển hóa trên lĩnh vực quốc phòng an ninh". Bài viết nhấn mạnh, biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa trên lĩnh vực quốc phòng an ninh biểu hiện ở thái độ thiếu tin tưởng vào khả năng sức mạnh quốc phòng an ninh trong bảo vệ Tổ quốc, lệch lạc trong nhìn nhận, xem xét các vấn đề quốc phòng an ninh, đòi hỏi phải có sự đổi mới nhưng theo hướng dựa vào bên ngoài, xa rời nguyên tắc độc lập tự chủ, xuyên tạc công kích đường lối chính sách quốc phòng an ninh, hòng làm xấu hình ảnh của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây hoang mang dư luận, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo, cách thức giải quyết sự việc liên quan đến quốc phòng an ninh. Chúng ta cần nhận diện chính xác những biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa, kiên quyết, kiên trì, chủ động ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, không sa ngã trước những cám dỗ, không để các thế lực thù địch lợi dụng mua chuộc, lôi kéo, tác động. Cứ đến dịp khai giảng năm học mới, trên mạng xã hội lại xuất hiện các bài viết của một số cây bút thiếu thiện chí, đưa ra những quan điểm sai trái, thù địch, hòng phủ nhận kết quả của nền giáo dục Việt Nam, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Trang Hương Sen Việt đăng bài viết đáng chú ý, Việt Tân lại cất tiếng bi ai về nền giáo dục Việt Nam. Bài viết của Việt Tân chê bai kết quả giáo dục phổ thông, đả phá lĩnh vực dạy nghề và mục tiêu giáo dục con người toàn diện, rêu rao luận điệu cái thói học để làm quan. Mục đích của giáo dục là đào tạo hiện tại. Đảng ta xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng chỉ rõ bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững. Tại cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giáo dục cần phải học thật, thi thật, nhân tài thật, tất cả vì thực học. Điều đó khẳng định rằng những luận điệu của các thế lực thù địch chỉ là phiến diện, vô căn cứ với cái nhìn hằn học, thiếu thiện chí. Các đồng chí và các bạn vừa theo dõi bản tin 35 online của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại.